Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, trong đó nêu rõ các nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi và quy trình nhân sự quy hoạch. Theo đó, cần bảo đảm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo quản lý, lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý, gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Quy định cũng nêu rõ, chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ, mỗi cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh cùng cấp, không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, yêu cầu thực hiện phương châm quy hoạch động và mở. Hàng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện có triển vọng phát triển. Về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải chọn một nhiệm kỳ kế tiếp đó 60 tháng. Khi rà soát bổ sung quy hoạch hàng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải có đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Về cơ cấu, phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp theo hướng, cán bộ trẻ dưới 45 tuổi đối với trung ương, dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên. Tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và phát biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đã và luôn được các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương quan tâm. Nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu, một số quy định mới trong công tác cán bộ, đồng chí đề nghị các tỉnh, thành ủy tiếp tục nghiên cứu, góp ý để sớm cụ thể hóa các nội dung của quy định 50, hoàn thiện hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ. Những kiến nghị của các đại biểu Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ và có sự bổ sung kịp thời, hoàn thiện hướng dẫn, tạo sự thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ trong toàn bộ các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.